Thưa quý vị, ngay sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành công văn số 6055 về việc tiếp tục chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, người dân Đà Nẵng ngày hôm nay đã bắt đầu trở lại với nhịp sống sinh hoạt bình thường, nhưng không chủ quan lơ là, mọi người vẫn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định phòng chống dịch, đảm bảo an toàn. Ghi nhận của phóng viên về một số ý kiến của người dân thành phố trong sáng nay. Nhưng là bình thường mới thì mình vẫn đi bình thường, mà nhưng lúc nào không mang khẩu trang ấy, vẫn sắc khuẩn ấy. Vẫn như hồi mà có dịch đó, mình vẫn đề phòng. Tôi là không đang chủ quan cái dịch bệnh nên đây là đi phải học chế là đi vào trong vô chứ không có cái chủ quan. Phải cẩn thận, không tập tụ quá đông người, với lại đi phải giãn cách xa ra cỡ 2 mét. Tôi cũng vẫn chấp hành theo điều lệ của nhà nước đưa ra là chống dịch bình thường nữa thôi, chứ cũng không có là trong phòng dịch. Tại vì chủ trương nhà nước là chống dịch như chống giặc, cho nên mọi người dân phải cẩn thận, mình phải chấp hành nghiêm chỉnh tốt để mọi người dân cẩn thận thôi. Tôi thì không chủ quan, tôi bịt khẩu trang đầy đủ với gia đình rồi đồng hoàng đi ra đường bịt khẩu trang nghiêm chỉnh, tốt là chấp hành của nhà nước.